Kết nối với bệnh viện tỉnh Hà Giang ạ. Với bệnh nhân nam 65 tuổi theo dõi hẹp môn vị ạ. Em xin phép được báo cáo các bệnh ở Hà Giang. Bệnh nhân nam 65 tuổi, địa chỉ ngày vào viện là 25 tháng 11, chuẩn đoán do viện đau bụng nôn. Bệnh sử là bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, tự nhiên xuất hiện đau bụng đầy hơi nôn sau ăn khoảng một tuần trước ngày vào viện. Khám thì bệnh nhân có tỉnh da niêm mạc hồng, không sốt, chung đại tiện bình thường, đầy hơi và nôn sau ăn no, mạch huyết áp ổn định, thể trạng trung bình, bụng thì mềm không chứa, không sờ thấy khối, dấu hiệu bụng lõm đồng tiền âm tính, đau vách đói âm tính. Về xét nghiệm thì bệnh nhân có suy thận và huyết học thì mời với thầy xem. Về chuẩn đoán ảnh thì bệnh nhân được nội soi dạ dày vào ngày 26 tháng 11 và ngày 11 tháng 12 HP dương tính. Các cái sinh thiết ba mảnh thì là không có tế bào ác tính. Nội soi đại tràng 1 tháng 12 có viêm ống hậu môn và 9 độ 1. Bệnh nhân được chụp CT ngực ngày 27 tháng 11 và chụp CT bụng ngày 2 tháng 12. Mời các thầy xem chuẩn đoán ảnh chuyển. Bệnh nhân được chuẩn đoán là viêm niêm mạc dạ dày theo dõi hẹp môn vị. Được điều trị là dùng kháng sinh cefalosporin hệ 1 với metronidazole, rabeprazole, gastroponin. Bệnh nhân đề nghị hội chẩn là hướng chẩn đoán và xử trí ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn Giang. Xin phép mời thầy Lưu phân tích cho cái hình ảnh. Chúng ta có cả CT ngực lẫn CT bụng đúng không ạ? CT ngực thì hơi lâu, cách đây từ 27 tháng 11, còn CT bụng từ tháng 2 12. Đoán là không, còn nó không chắc chắn là hẹp bởi vì nội soi vẫn qua được không môn vị. Rồi là dày. Nhưng mà CT thì là có dày. Vâng, mời thầy Lưu. Và sau đó thì bên kỹ thuật cho chuyển cái hình ảnh nội soi dạ dày lên sau khi thầy Lưu phân tích hình ảnh CT ổ bụng và ngực. Trên cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực thì có cái hình ảnh là các nhánh phế quản phổi hai bên thành rất là dày và có tổn thương kính mờ. Thì các anh chị về trên đấy cũng chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán là hướng tới một cái viêm phế quản phổi, thì cái này về mặt hình ảnh nó cũng phù hợp với cái chẩn đoán đấy, một tổn thương viêm phế quản mà có một chút kính mờ hai bên nhu mô phổi thì hướng tới viêm phế quản phổi ạ. Còn về cái hình ảnh của chụp các lớp vi tính ổ bụng thì các anh chị có mô tả cái hình ảnh là hướng tới một cái chẩn đoán một cái hẹp môn vị. Tuy nhiên cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính tôi xem thì nó không phù hợp với lại cái hẹp môn vị ạ. Sao chậm thế nhỉ em? Không phù hợp với cái hẹp môn vị. Cái thứ nhất ấy là cái chụp trên hình chụp cắt lớp vi tính là cái dạ dày ấy, là hoàn toàn xẹp, không có một chút ứ đọng thức ăn nào cả. Và đấy, cái dạ dày đấy hoàn toàn xẹp, không có dịch mà không có thức ăn, mặc dù là ở trên đấy cũng không đặt sông dạ dày. Như vậy thì nó cũng không thể hiện một sự ứ đọng thức ăn nào. Tuy nhiên về mặt chuẩn đoán ảnh ấy, muốn chuẩn đoán cái hẹp môn vị thì ở trên Hà Giang mình chuẩn đoán rất dễ, mà chụp X quang dạ dày, uống thuốc cản quang và mình chụp vào cái phim cái thì sau 6 giờ xem có ứ đọng thuốc cản quang không. Nếu như mà sau 6 giờ mà không còn ứ đọng thuốc cản quang thì chúng ta cũng không chẩn đoán là một cái hẹp môn vị. Vâng, cảm ơn thầy Lưu. Đường truyền hôm nay chắc trời lạnh cho nên nó hơi chậm một chút xíu. Vâng, xin đưa cho hình ảnh soi đấy ạ. Đây là hình ảnh đang soi vào trong dạ dày.
Vâng, xin phép mời ý kiến của giáo sư Long trước. Có những cái trường hợp nào mà cái biểu hiện sớm của cái giai đoạn sớm của hẹp môn vị thì như này không? Vâng, báo cáo thầy là cái qua phân tích của chẩn đoán hình ảnh và trên lâm sàng chúng mình cũng thấy là có mấy cái dấu hiệu này. Một là bệnh nhân có biểu hiện đau và nôn. Thế thôi, nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng nhất chủ chốt trên lâm sàng chẩn đoán là nôn, có hẹp môn vị, đó là bệnh nhân nôn thức ăn bữa trước đã ăn cái trên 6 giờ. Chẳng hạn như sáng ngày hôm sau còn nôn thức ăn từ tối ngày hôm trước chẳng hạn, thì đấy dấu hiệu rất có giá trị để chẩn đoán. Thứ hai là dấu hiệu thăm khám thực thể, đó là bụng lõm lòng thuyền và dấu hiệu lóc cô ếch khi đói, và dấu hiệu buvere thì ở đây bệnh nhân này đều không có cả. Cái thứ ba nữa là dấu hiệu tiêu chuẩn quan trọng nhất chẩn đoán hoàn toàn khách quan ở đâu cũng làm được, đó là cho uống một ngụm thuốc cản quang. Sau 6 tiếng rồi chúng ta chụp lại cái thuốc đó nó không còn trong dạ dày nữa thì đấy là không phải hẹp. Thế thì tất cả trên lâm sàng bệnh nhân này thì cũng chưa có gì là nghi ngờ đến cái hẹp môn vị cả. Nếu chúng ta chẩn đoán hẹp môn vị rồi thì vế tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm nguyên nhân nó ở đâu. Nếu là tại thành dạ dày, tá tràng, do loét, do u hay là u từ bên ngoài đè vào thì chúng ta bàn cái tìm. Chứ ở đây hiện tại thì chúng ta cũng chỉ có mỗi cái biểu hiện là có nôn thôi, chứ cũng chưa có dấu hiệu gì để nghi ngờ đến hẹp môn vị. Chúng ta phải làm tiếp những công đoạn tiếp theo để chẩn đoán có hay không có. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn thầy Long. Xin mời ý kiến của cô chị. Bệnh nhân chúng ta thì có đầy hơi và chỉ nôn sau khi ăn no thôi. Trước khi là trả lời một vài các câu hỏi của bạn, tôi muốn hỏi là cái tính chất đau bụng của bệnh nhân này như thế nào? Bệnh nhân đau bụng cơn hay là đau bụng liên tục ạ? Bệnh nhân này cái đau bụng thì không vào bên có đau bụng nhưng mà đau ít thôi, đau âm ỉ. Nhưng mà về sau điều trị thì chủ yếu bệnh nhân có cái dấu hiệu đầy hơi và nôn sau ăn. Mỗi lần nôn xong thì cái tình trạng đầy bụng hoặc là đau bụng của bệnh nhân có giảm đi không ạ? Có giảm. Với cái kết quả của phân tích và chẩn đoán hình ảnh cũng như ý kiến của thầy Long thì em hoàn toàn đồng ý cái bệnh nhân này không chẩn đoán là hẹp môn vị được. Bởi vì là trên hình ảnh nội soi của bệnh nhân chúng ta thấy là trong dạ dày thì không có ứ đọng thức ăn và xuống đến tá tràng cũng khá là dễ dàng, không thấy có nguyên nhân gì gây tắc nghẽn. Thế tuy nhiên ở trên bệnh nhân này tôi vẫn phân vân là liệu bệnh nhân có tắc ruột cao hay không. Bởi vì một là trên nền bệnh nhân này có xuất hiện cái suy thận. Cái thứ hai, suy thận không biết là suy thận này là suy thận cấp hay là đã có suy thận từ trước ạ? Khai thác tiền sử thì không thấy có bệnh nhân có bệnh lý về thận. Cái này em quên mất chưa xét nghiệm lại, trở lại có lẽ mai xét nghiệm lại. Thì với cái hình ảnh nội soi dạ dày như này thì không nghĩ tới nguyên nhân là dạ dày tá tràng gây nên hẹp. Thế tuy nhiên chúng ta phải loại trừ cái nguyên nhân gây có thể là gây tắc ruột cơ năng, tắc ruột ở trên cao thì chúng ta phải tìm thêm. Thế còn nếu mà bệnh nhân này chỉ có viêm dạ dày thôi thì hoàn toàn là mình chỉ cần điều trị PPI là đủ rồi. Vâng, cảm ơn cô chị. Xin mời ý kiến cô Huyền, trong những trường hợp mà suy thận như vậy thì cái dấu hiệu nôn thì nó xuất hiện khi nào? Vâng, thưa thầy Thành, thưa anh chị đồng nghiệp, ở trong suy thận có thì có thể xuất hiện nôn trong những cái trường hợp ví dụ như là ure máu cao ạ. Trong hội chứng ure máu cao thường là ure khoảng trên 30 thì bệnh nhân có thể xuất hiện các cái tình trạng nôn. Ở bệnh nhân này thì theo như xét nghiệm thì có khả năng nhiều là bệnh nhân là có suy thận cấp do cái tình trạng nôn do thức ăn các thứ, thì có thể mình về mặt suy thận thì có thể là mình sẽ truyền dịch thêm cho bệnh nhân. Truyền dịch có thể truyền muối khoảng 500 đến 1.000, sau đấy thì khoảng 2 đến 3 ngày sau thì mình xét nghiệm lại xem là cái tình trạng suy thận có cải thiện hay chưa. Vâng, cảm ơn cô Huyền. Xin mời ý kiến của các thầy cô ở từ Hà Giang ạ. Em xin cảm ơn các ý kiến của thầy. Bệnh nhân này thì cái triệu chứng của đúng là bọn em chưa chứng kiến bệnh nhân nôn, nhưng bệnh nhân ngày nào cũng kêu là nôn, và nếu kéo dài thì triệu chứng kéo dài bây giờ thì phải chắc tầm 2 đến 3 tuần rồi. Thì em xin là cái này sẽ là chụp thêm một X-quang bụng có uống thuốc cản quang và xét nghiệm lại cái máu xem là chức năng thận thế nào. Em sẽ tuần sau sẽ tiếp tục báo cáo thầy. Vâng, các thầy cô còn ý kiến gì về cái vấn đề nôn của bệnh nhân, còn những cái khả năng khác không? Em xin bổ sung một ý kiến, không biết là bệnh nhân này đã được làm xét nghiệm điện giải đồ chưa ạ? Trong những trường hợp mà điện giải đồ thấp quá, natri thấp quá nó cũng có thể gây nôn ạ. Vâng, như vậy chúng ta sẽ phải khai thác kỹ hơn về cái dấu hiệu nôn của bệnh nhân. Đấy, có thể liên quan đến những cái về mặt thần kinh, đúng không? Thậm chí những cái dị cảm đối với mùi thức ăn, vân vân. Tất cả những cái đó đều có thể gây ra cả. Vâng. Xin cảm ơn Bệnh viện tỉnh Hà Giang và xin được chuyển sang